Hoa Mộc Lan xin chào các bạn. Cô gái này cầm bức tượng mạnh mẽ đập thẳng vào đầu người đàn ông đang buộc dây giày trước cửa. Cô ta dùng hết sức đập nhiều lần đến khi chắc rằng người đàn ông đó đã chết hẳn. Người chồng trong nhà không ngừng gọi cô ấy. Cô gái hít thở sâu bình tĩnh đi vào nhà. Đối diện với người chồng trước mặt, cô ấy giơ súng lên bắn thẳng về phía chồng mình. Điều gì đã khiến cô gái này hành động tàn nhẫn như vậy? Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu câu chuyện nhé. Một người đàn ông đang nhàn nhã uống cốc nước cam và ngắm cảnh. Chán chê anh ta lại đi dạo ra vườn cam rồi đến bể bơi. Anh ấy vào trong nhà nhìn ngó xung quanh, sau đó dùng khăn tay lau lại toàn bộ khóa cửa để không bị lưu dấu. Anh ta lục tìm khắp mọi nơi trong ngôi nhà, lấy đi những tài sản có giá trị. Anh ta phát hiện khẩu súng có trong ngăn kéo cùng một số tiền mặt. Khi đang ngồi đếm tiền thì thấy có người đến. Đôi vợ chồng trẻ chính là chủ nhân thật sự của ngôi nhà. Người chồng là một tỷ phú công nghệ. Anh ta và vợ đột nhiên quyết định đến căn nhà này để nghỉ ngơi. Cô vợ kiểm tra đồ trong tủ lạnh, còn người chồng thì đi cất đồ. Cô nhận thấy đồ trong tủ lạnh đã bị mở. Người đàn ông đột nhập vào căn nhà đang định chạy ra ngoài. Anh ta bị cô vợ phát hiện. Người chồng đi xuống và bắt người vợ để uy hiếp. Người chồng chủ động hợp tác với tên trộm. Anh ấy liên tục hỏi tên trộm xem hắn muốn gì. Nhưng tên trộm lấy dây điện và trói hai vợ chồng lại. Anh ta thu lại cả điện thoại của cả hai vợ chồng. Tên trộm kiểm tra túi ví của hai vợ chồng để tìm kiếm những thứ có giá trị. Anh ta tình cờ thấy trong túi người vợ có thuốc tránh thai. Người chồng chủ động nói rằng anh ấy có ngăn bí mật đựng tiền. Anh ta muốn đưa tiền cho tên trộm để hắn đi càng nhanh càng tốt. Tên trộm hỏi người chồng trong nhà có súng không. Người chồng nói dối là không. Với số tiền được lấy và chiếc đồng hồ cùng những thứ có giá trị, họ cố gắng thuyết phục tên cướp rằng sẽ không báo cảnh sát. Tên cướp không tin người chồng. Anh ta quyết định nhốt họ lại trong phòng xông hơi, mặc cho người chồng kháng cự yêu cầu tên cướp tìm cách khác. Đương nhiên là không được rồi, anh đang bị cướp mà. Hai vợ chồng vẫn phải làm theo. Tên cướp đóng cửa, dùng đồ đạc chặn ở phía ngoài, mặc cho người chồng nói rằng anh ta đang muốn dành thời gian hàn gắn với vợ mình. Trong phòng xông hơi, anh ta vô cùng tức giận la hét mắng nhiếc tên cướp. Sau khi nhốt xong hai vợ chồng họ, tên cướp lấy chìa khóa xe của họ ném ra xa, khẩu súng cũng được vứt xuống nước. Anh ta chạy ra xe định rời đi, nhưng khi nhìn lên, một chiếc camera đang chĩa thẳng về phía xe của anh ấy. Nếu cứ để như thế thì sớm muộn anh ta cũng bị bắt. Anh quay lại căn nhà, nhặt lại khẩu súng. Vừa vào nhà thì đôi vợ chồng trẻ đã trốn thoát được ra ngoài. Họ chạy vào vườn cam, tên cướp lập tức đuổi theo. Chạy một hồi cuối cùng lại dừng lại ngay trước mặt tên cướp. Hai vợ chồng chia ra mỗi người chạy một hướng. Người chồng to béo ụp ịch lại cô hay vận động nên dễ dàng bị tên cướp bắt lại. Người vợ cũng đành quay lại. Thật là một cuộc truy bắt dễ dàng nhất mà tôi từng xem. Tên cướp hỏi người chồng về cái camera. Anh chồng luôn miệng nói rằng anh ta không biết cái camera đó ở đâu ra, trước khả năng rất có thể bị cảnh sát bắt nếu ở trong nước. Anh ta cần một khoản tiền lớn hơn để trốn đi. Tên cướp yêu cầu số tiền là 150.000 đô la. Nhưng hai vợ chồng họ bắt đầu cười nhạo và nói rằng 150.000 đô không thể đủ để trốn. Người vợ nói rằng có thể cần đến 300.000 đô. Đúng là tự tay bóp chồng. Hảo vợ, tên cướp lại đòi 3 triệu đô. Người chồng cười nói 3.000 đô là một số tiền lớn. Với 3.000 đô anh ấy không thể dễ dàng di chuyển. Trọng lượng của nó rất nặng để một người có thể xách đi. Tên cướp hỏi lại anh chồng rằng theo anh thì bao tiền đủ để một người có thể xách đi. Đang bàn chuyện lớn thì người vợ đòi đi vệ sinh giải tỏa. Ba người đàn ông hộ tống cô gái đến nhà vệ sinh. Người chồng hỏi tên cướp dường như anh ta đã có mục tiêu trước khi đến đây. Biết rằng căn nhà này không có ai ở và không có cả camera. Người chồng đưa ra số tiền vừa phải là 450.000 đô la. Tên cướp nói hãy làm tròn con số lên 500.000 đô. Cuộc làm ăn được chốt chóng vánh như thế đó. Nửa triệu đô để đổi lấy sự tự do trong kỳ nghỉ của hai vợ chồng. Anh chồng phải gọi video cho trợ lý để lấy 500.000 đô tiền mặt. Ban đầu tên cướp không đồng ý. Anh chồng đã thuyết phục được anh ta để được gọi video. Vì dù sao đây cũng là một số tiền lớn. Nếu không gọi video thì trợ lý sẽ nghi ngờ. Giờ đã là 3 rưỡi chiều. Để làm xong giấy tờ và lấy tiền phải ngày hôm sau họ mới có tiền. Người chồng bắt đầu trở nên cáu giận. Anh ta mắng nhiếc trợ lý và yêu cầu cô ta phải làm nhanh nhất có thể. Người vợ chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho hai người đàn ông. Họ ra ngoài tắm nắng và hít thở không khí và nói chuyện phiếm. Đằng nào thì tiền phải hôm sau mới có. Tên cướp hỏi về hình xăm đang được xóa ở chân cô vợ. Người chồng cho rằng đó là một hình xăm xấu xí. Tên cướp lại hỏi về lần đầu hai người gặp nhau. Hai vợ chồng trả lời không ăn khớp cho lắm. Cô vợ nói rằng cô ấy đang phụ trách một quỹ từ thiện. Cô cảm thấy cô đang làm rất tốt công việc của mình. Chỉ có một vấn đề là quỹ từ thiện này dùng tiền của chồng cô ấy để vận hành. Kế hoạch vài năm nữa của cô ấy là tiếp tục điều hành quỹ. Chồng của cô ấy thì muốn cô đẻ con cho anh ta và lui về làm cố vấn. Ngồi chán thì họ lại bắt đầu đi tản bộ tại vườn cam. Tên cướp nói rằng vì phần mềm mà vị tỷ phú này viết ra nên anh đã bị mất việc. Người chồng tỷ phú cho rằng việc anh ta làm là đúng. Thay vì một công ty phì đại và sắp phá sản, anh ta đã giúp nó trở nên thon gọn và hiệu quả hơn khiến nó sống sót. Anh ta cho rằng đang cứu mọi người với tương lai vững chắc hơn. Còn tên cướp thì đi cướp với mục đích làm giàu cho bản thân. Họ đi đến một khu vườn thiền kiểu Nhật đang làm dở. Trong tình cảnh này hai vợ chồng bắt đầu không vừa ý lẫn nhau. Buổi tối họ quyết định xem phim ở ngoài vườn. Người vợ thì vẫn có thể cười tươi trong khi xem phim. Người chồng liếc nhìn cô ấy với đôi mắt ngán ngẩm.
Tên cướp quyết định chia hai người ra hai phòng khác nhau để họ không ủ mưu chạy trốn được. Người chồng tranh thủ nhắc nhở vợ mình phải tiếp cận tên cướp để tìm hiểu ý định của anh ta, xem anh ta có ý định giết họ không. Mặc cho cảm xúc của người vợ hoang mang sợ hãi cũng không được một lời an ủi. Tên cướp ngồi ngoài canh gác dù rằng cũng rất buồn ngủ. Người vợ đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định tiến đến nói chuyện với tên cướp. Tên cướp nói sự thật rằng anh ấy đã định đi rồi nhưng đành phải quay lại. Anh ta nhận ra những xung đột tiềm tàng giữa hai vợ chồng họ. Anh ta nhắc đến chuyện người chồng muốn có con còn cô gái thì chưa sẵn sàng. Cô gái nhắc đến số tiền mà tên cướp sắp được nhận. Người vợ cũng nhận ra rằng chồng mình có nhân tình bên ngoài. Cô nhớ cảm giác khi còn được tự do của mình. Tên cướp đột nhiên ngắt lời cô gái. Anh ta cho rằng cô cũng giống như họ, chỉ khác là cô đang đánh đổi thanh xuân của mình để có được thứ cô ấy muốn. Tên cướp hỏi rằng cô thấy điều đó có xứng đáng không. Cô gái trả lời hãy hỏi lại cô ấy vào 40 năm nữa rồi về phòng đi ngủ. Người chồng không ngủ và dường như đã nghe được hết cuộc nói chuyện của hai người. Sáng hôm sau, người vợ chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba người. Cô ấy chọn ngồi riêng một góc chứ không ngồi cùng bàn với chồng và tên cướp. Người chồng hỏi tên cướp về công ty mà anh ấy đã làm. Tên cướp một mực không nói. Người chồng bắt đầu công kích tên cướp rằng có phải anh ấy mắc nợ hắn hay không. Tên cướp nói rằng nếu có mắc nợ thật thì cậu mắc nợ nhiều người lắm chứ không chỉ mình anh ấy. Vì phần mềm đó mà rất nhiều người bị mất việc. Người chồng cho rằng đây là một thế giới toàn lũ lười nhác và ăn bám. Chúng ngồi cả ngày để than vãn và ca cẩm về cuộc đời mình. Còn anh ta là người luôn tìm được giải pháp để giải quyết mọi vấn đề mà chẳng xin xỏ ai hết. Người vợ nghe thấy vậy liền lên tiếng. Không phải ai cần giúp đỡ cũng là kẻ ăn bám. Những gì anh đang nói chính là công kích cá nhân. Trước kia anh ta giúp cô thanh toán khoản nợ sinh viên. Đó cũng là ăn bám ư? Người chồng cho rằng đó không phải là ăn bám trừ khi cô ấy có ý định đó từ trước. Người chồng hỏi lại vợ anh ta có phải thế không? Cô gái không trả lời. Lúc này bên ngoài có tiếng xe đi đến. Đó là người làm vườn. Hắn quát hai vợ chồng đi vào bên trong và không được tạo ra tiếng ồn. Người làm vườn bắt đầu gõ cửa. Tên cướp đồng ý cho người chồng ra đuổi người làm vườn đi. Người làm vườn muốn đến chỉ để cảm ơn hai vợ chồng. Người chồng nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi đuổi người làm vườn đi. Họ vào trong nhà để chờ tiền được đưa đến. Người làm vườn thì đang làm công việc của anh ta phía bên ngoài. Tên cướp kéo rèm để nhìn ra ngoài. Người làm vườn cũng đã nhìn thấy anh ấy. Vậy là họ phải ra giới thiệu tên cướp là anh họ của cô vợ bay từ Portofino đến. Người làm vườn muốn cho người chồng xem gì đó. Cô vợ nhanh trí nói rằng cả ba người hãy cùng đi xem. Người làm vườn đưa cho họ xem ý tưởng về cây sồi lớn giữa vườn cho ba người xem. Anh ấy đưa bút cho người chồng. Trong khi tên cướp luôn thúc giục họ vào nhà. Nhân lúc hắn không để ý, người chồng đã viết lên tờ giấy chữ gọi 911. Sau khi vào nhà, tên cướp liên tục theo dõi người làm vườn. Thấy người làm vườn có biểu hiện khác lạ, anh ta lập tức tiến ra ngoài, dùng súng để uy hiếp người làm vườn vào nhà. Giờ thì lại có thêm một người nữa là nạn nhân. Tên cướp luôn miệng nói rằng đây là lỗi của anh chồng. Anh chồng tự phụ cho rằng tên cướp mới là người có lỗi. Anh ta không tin tên cướp sẽ bỏ qua cho vợ chồng họ. Anh ấy nói rằng người vợ là ưu tiên số một của anh ấy. Người vợ bên cạnh bật cười chua chát. Việc anh làm vừa rồi đã đưa họ vào tình cảnh nguy hiểm. Cô ấy trách cứ anh chưa bao giờ hỏi ý kiến cô ấy trong mọi vấn đề. Câu chuyện trở thành cuộc cãi nhau của hai vợ chồng. Tên cướp nói với người làm vườn hãy cố gắng chờ ở đây vài tiếng rồi anh ấy sẽ được tự do. Trong đầu mỗi người bây giờ đều có những luồng suy nghĩ và cảm xúc riêng. Tên cướp mệt mỏi buộc lại dây giày. Người chồng bắt đầu bùng nổ. Tên cướp dí súng vào đầu anh ta bắt anh ấy ngồi xuống. Người chồng vẫn luôn miệng sỉ nhục tên cướp. Tên cướp vô cùng tức giận nhưng anh ấy không muốn giết người. Anh ta đành bắn vào tường để thị uy. Người làm vườn thấy vậy liền chạy ra cửa trượt chân đập đầu vào cửa kính. Anh ấy cố gắng gượng dậy nhưng mảnh kính đã cứa vào cổ khiến anh ấy chảy rất nhiều máu và chết. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, vì giờ đây đã có người chết. Tên cướp không hề muốn điều này. Anh ấy một lần trói tay chân của hai vợ chồng tỷ phú lại. Người vợ trấn an tên cướp rằng đây chỉ là một vụ tai nạn, mong anh ấy đừng mất kiểm soát. Cô tin rằng anh là một người tốt chứ không phải là tên sát nhân. Mặt trời đang lặn dần, cuối cùng thì xe chở tiền đã đến. Tên cướp cởi trói cho người vợ để cô ấy đi ra nhận tiền. Nếu để cho người chồng đi chỉ sợ rằng anh ta sẽ bỏ lại vợ mình mà bỏ trốn. Cô gái vừa đi vừa sợ hãi cứ ngoái lại nhìn căn nhà và tên cướp. Chưa bao giờ cô ấy nhận ra giá trị của mình chẳng bằng 500.000 đô. Cô ra mở túi tiền để kiểm tra. Cô bước ra cổng, nhìn xuống chân như muốn bỏ chạy. Cô thấy một chiếc xe đang đi đến. Cô muốn gọi nó nhưng lại không thốt nên lời. Cô quyết định cầm túi tiền quay lại căn nhà. Tên cướp nhìn số tiền trong túi. Đã đến lúc rời đi. Người chồng nói với vợ mình rằng sau vụ này họ sẽ đi nghỉ ngơi. Quay lại vườn nho nơi hai người đã thề hẹn. Người vợ chỉ ngồi một chỗ mà không nói gì. Khi thấy tên cướp định đi, cô chợt nói chuyện. Vết xăm dưới chân của cô ấy là một bông hoa hồng và cô ấy rất thích nó. Tên cướp phũ phàng nói rằng anh ta méo thèm quan tâm. Nhân lúc tên cướp không để ý, người vợ nhặt một mảnh kính lên cố gắng cứa đứt dây trói. Thấy người chồng hậm hực kêu ca, tên cướp tức giận quay lại nói chuyện với anh ta lần cuối. Vì muốn có cảm giác là một tỷ phú nên anh ta mới đến đây, nhưng không ngờ rằng vợ chồng tỷ phú cũng đến đây. Trong thâm tâm anh ấy mong muốn rằng vị tỷ phú này là một người tốt bụng. Khi gặp nhau, anh ấy thấy rằng vị tỷ phú này thực ra là một tên khốn nạn. Cuộc đời thật bất công, vậy nhưng anh ta lại là một tỷ phú. Tên cướp thấy vui và thương hại vì người tệ hại như hắn sẽ luôn cô độc đến cuối đời.
Hắn nói cho anh ta sự thật rằng người vợ thân yêu của anh ta luôn mang theo thuốc tránh thai trong túi. Nhân lúc tên cướp buộc dây giày, cô ấy dùng bức tượng trang trí trong nhà đập chết anh ra. Người chồng chứng kiến mọi chuyện, anh ta cười lớn và bảo cô ấy cởi trói cho anh ta. Nhưng người vợ lại giơ súng lên và bắn thẳng vào tên chồng khốn nạn của mình. Cô ấy dùng thảm lau sạch vân tay của mình trên súng, đặt nó vào tay tên cướp. Thế đó, đừng đùa với phụ nữ nha các ông chồng. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo nha.